Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập tại phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì diện tích của nó là 38,7m² trên sổ đỏ, mặt tiền 3m9, mặt hậu 3m9, chiều dài gần 10m mọi người ạ. Với cái ưu điểm của căn nhà là xây độc lập, ưu điểm tiếp theo nó là lô góc hai mặt thoáng. Ưu điểm thứ ba nó rất là gần với đường ô tô đi lại, giao thông rất thuận tiện. Ưu điểm thứ tư đó là mặt ngõ rất là thông thoáng luôn mọi người ơi. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng và diện tích của nó gọi như là xấp xỉ 39m², mặt tiền 3m9, khá là rộng. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà hai lớp, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo, với cái phần vị trí của cái căn nhà này đi lại rất là gần, nó gần như là nằm với cạnh khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ạ. Nó gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với bến xe Yên Nghĩa. Giao thông đi lại thuận tiện, tiện ích xung quanh đầy đủ về điện đường phường trạm. Nói chung với căn nhà này tiện ích ngập tràn, giá chào bán hiện tại của chủ nhà đang là 2 tỷ 950 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên. Có hỗ trợ vay của ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Về cái phần hoàn thiện ngôi nhà này thì gần như đã được chỉnh chu hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Phần gạch lát nền kích thước gạch 80-80 granite vân đá màu trắng mọi người ơi. Đây, nên là cái không gian nhà bước vào nó rất là rộng, rất là thoáng. Cái đây là phần phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này như ngoài anh vừa chia sẻ, nó là lô góc hai mặt thoáng cho nên ở đây nó thoáng trước sau mọi người ơi. Đây này, cửa sổ hai bên hướng ra phía bên ngoài, mặt tiền 3m9, mặt hậu 3m9, rất là thoáng. Phần tủ bếp của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Xung quanh bếp thì được ốp kính, ốp bếp, và cái tủ bếp thì được thiết kế đây, gỗ mọi người ạ, gỗ công nghiệp. Trên dưới hai cái phần thiết kế màu trắng và màu nâu, màu vàng nhạt. Mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm thì chất liệu inox 304 đều được lắp đặt vòi rửa, chậu rửa, phụ kiện bếp rồi. Với căn nhà này theo đúng như hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với căn nhà này thì quý vị chi trả trước dung ánh khoảng tầm 1 tỷ 3 cho đến 1 tỷ 4 tiền mặt, phân còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Cái không gian phòng bếp này cũng có một cái ô cửa sổ thoáng hướng ra phía bên mặt ngõ bên cạnh. Và ở đây kể cả phần bếp cũng như là phần phòng khách thì đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao. Với cái vị trí căn nhà này thì như ngoài anh vừa chia sẻ rồi, đi lại rất là thuận tiện. Nó được hưởng toàn bộ cái tiện ích của khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ạ. Công viên âm nhạc, rồi là cái xung quanh không gian sống rất là ok. Diện tích rộng, thiết kế hài hòa, hợp lý, cách với đường ô tô 50m thôi, đi lại rất là ok. Đó, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc, cổ bậc cầu thang, ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review đầy đủ cho quý vị về cái diện tích là 38,7m², giá chào bán 2 tỷ 950 triệu đồng, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà ngay. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế với cái diện tích rộng như thế thì thiết kế ra sao nha. Bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì cái căn nhà này được thiết kế một tầng 2 phòng, hành lang đi vào rất là rộng mọi người ạ. Hai phòng ngủ hai bên trước sau. Đây là cái phần phòng ngủ phía hướng ra phía bên ngoài mặt ngõ, cửa sổ thông thoáng hai lớp mọi người ơi. Và cái phần phòng ngủ rất là rộng, được thiết kế lát gạch mọi người ạ. Gạch kích thước gạch là 15x80. Đó, vì nó là lô góc cho nên ở đây mọi người có thể nhìn thực tế, ở đây có hai cửa sổ này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Cái căn phòng ngủ này nó cũng khoảng tầm 11-12m² mọi người ạ, rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Đây là cái phần cửa này, cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite mọi người ạ. Đó, đây là cái phần phòng vệ sinh ngăn cách giữa hai phòng ngủ, có cabin tắm đây, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, quạt hút mùi này, cửa sổ này, vách kính này, bồn cầu liền khối, lavabo, bàn đá, thiết kế công năng tối ưu, nhìn rất là hiện đại mọi người ạ. Đây, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Tiếp theo ở phía tầng 2 còn một cái căn phòng ngủ ở phía sau. Đây, tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao đây mọi người nha. Căn nhà này thì về cái
không gian sống cũng như cái ánh sáng vào trong cái căn nhà này nó rất là tự nhiên, bởi vì cửa sổ rất là to, đồng thời với cái hướng nhà là hướng Tây Bắc. Tuy nhiên thì ở phía trước của ngôi nhà là có cái nhà chắn rồi cho nên nó không bị nắng nóng quá mọi người ạ. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà xem ngôi nhà này có thiết kế như thế nào. Với tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm hai phòng ngủ thoáng trước sau. Như vậy bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này thì cái căn nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt, 3 phòng vệ sinh tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Tất cả các phòng như quý vị nhìn thực tế ở trên video, cửa sổ thiết kế 2 lớp, thông thoáng. Đó. Ánh sáng đây, hiện tại đang trong căn phòng này không bật đèn này mà ánh sáng rất là tự nhiên. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đây. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Thiết kế tương tự như tầng 2. Vách ngăn kính tắm này. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối. Đó, lavabo đây. Ở đây thì sử dụng nước sạch rồi mọi người yên tâm nhé. Và có công tơ, đồng hồ, nước, điện riêng. Phần còn lại đó chính là phần tầng 4 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nhé. Hiện tại Ngọc Anh đang đứng ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Thì bước chân lên trên phía cầu thang này có một cái ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới đi lên tầng 4. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Nơi Ngọc Anh đang đứng ở đây đó là một cái khu vực để phòng thờ mọi người ạ. Đây, rất là rộng. Và cái phần tiếp theo của cái căn nhà này thì quý vị có thể thấy rằng ở đây là có một cái phòng riêng. Và cái phòng riêng này thì quý vị có thể sử dụng để làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thờ. Nói chung là tùy cái công năng, mục đích sử dụng riêng. Đó, còn tất cả các phòng thiết kế như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cũng rất là cụ thể. Thực ra quay nó không thể đẹp bằng khi mà mọi người đến nhìn ở trên thực tế đâu ạ. Và phần còn lại đây chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, quý vị ạ, xung quanh cái căn nhà này thì dân cư rất chi là đông đúc. Thoáng trước sau, căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn, hướng nhà Tây Bắc, diện tích 38,7 m², thực tế trên sổ đỏ mặt tiền 3,9 m, mặt hậu 3,9 m. Căn nhà này lô góc thoáng hai mặt, giá chào bán 2.950.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 03 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.